khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn mũi đốt, ngừa hâm da. Ba Linh, Mickey và Jerry đang có mặt tại Mũi Né, Phan Thiết. Đây là chuyến đi chơi riêng đầu tiên của ba cha con mà không có mẹ đi cùng. Dẫu vậy, ba cha con vẫn vô cùng háo hức. Có tên Jerry. Tới rồi nè. Vui không? Hả? Quá đã luôn đúng không? Đi bơi nha. Coi như là hai bé này là có chân đi chơi, đi qua một cái nơi lạ là nó thích rồi, là nó đã biết là à chỗ này mình thấy rất là vui. Sau khi nhận phòng, ba cha con ngay lập tức bắt đầu những lịch trình vui chơi đầu tiên. Ba Linh đưa hai cậu nhóc đến với vườn thú. Tại đây, Mickey và Jerry sẽ được thỏa thích chơi đùa cùng những bạn thú cưng dễ thương. Con cừu. Bè. Con cừu. Là yêu động vật, ở nhà cũng chơi với động vật à, và nó biết cái đó là coi như là mình có thể đút ăn, là mình phải rất là nhẹ nhàng và thấy bé không có sợ, thì đây là mình cũng rất là vui là con mình yêu động vật. Mình nghĩ là cái đó là một cái nó cũng rất là tốt để mà trong cái phát triển của bé, để mình yêu động vật là mình biết giữ gìn cái thiên nhiên. Còn bên Jerry thì khác hẳn, không thích, nó sợ nhớ. Ok. Wow. Mickey. Sợ nha con, không làm gì đâu. Viettel Media sản xuất và phát hành.